giải viên đâu rồi? Hôm nay nó được nghỉ, sao không về giúp tao làm việc thế này? Tao không cho mày đi, hôm nay mày được đi, mày phải về giúp tao cá cỏ bò. Cỏ bò tao con mấy chục triệu đấy, bây giờ nó đắt đó, không ai ăn đâu. Không lý trí gì hết. Các cháu đi à? Các cháu ngồi xuống uống nước. Bác ơi, sớm ngủ rồi rồi, bác cho bà đi theo bảo cháu đi đi ngoài huyện nhé. Tao không cho nó đi, hôm nay nó phải ở nhà làm việc. Bác ơi, được của cháu bây giờ còn thiếu bạn Vi. Bác không cho Vi đi, huyện của cháu thiếu người không đi được ạ. Tao không cho đi thi gì hết. Thế chúng mày đi thi gì ở ngoài kia? Chúng cháu đi thi tìm hiểu văn hóa dân tộc thiểu số, đi tìm hiểu về những nét đẹp của các dân tộc đấy ba ạ. Chúng cháu sẽ giới thiệu về các điều khèn, trang phục, các tín ngưỡng tôn giáo của người Mông gì đấy ạ. Ừ, thế là chúng nó tìm hiểu về cháu mày không tưởng tượng ba ạ. Có ý nghĩa đấy. Thôi, tao cho chúng mày đi. Hôm nay tao không muốn rượu nữa, tao sẽ đi cá cổ bồ đây. Chúng mày đi đi, kiểu muộn rồi đấy. Vâng, chúng cháu cảm ơn bác, chúng cháu đi đây ạ. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo và cùng toàn thể các bạn học sinh, lời đầu tiên cho phép em gửi lời tới các vị đại biểu, các thầy cô lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Để với cuộc thi ngày hôm nay, liên trưởng xã Khâu Vây chúng em gồm 13 thành viên. Thành viên đầu tiên là bạn Hoàng Cường Vi, năm nay 10 tuổi, thi đọc sách và yêu thể thao. Năm bước lên là bạn Thò Thị Mì, năm nay 13 tuổi, thi học âm nhạc, nghe hát rất hay. Bạn tiếp theo trong đời là bạn Lưu Thị Cái, năm nay 13 tuổi, thích xem chương và hay chơi búp bê. Bạn thành viên tiếp theo trong đời là bạn Lào Thị Hưởng, năm nay 13 tuổi, thích ăn mí, nghe hay nói lý nhí. Năm bước lên là bạn Lào Thị Hạnh, năm nay 14 tuổi, là chị của cả đội. Chị ấy là đứa con của dân tộc Giấy nên rất thích mặc bộ trang phục của dân tộc mình. Thành viên thứ 8 trong thành viên thứ 6 trong đời là bạn Hoàng Văn Quang, năm nay 13 tuổi, rất mềm mại và quyến rũ. Bạn tiếp theo trong đời là bạn Lầu Thị Vườn, dân tộc Mông, năm nay 14 tuổi, ước mơ được đi du lịch và kết bạn với tất cả mọi người. Thành viên thứ 8 trong đời là bạn Giàng Thị Dợ, năm nay 13 tuổi, là chi đội trưởng của chi đội 8C. Bạn ấy luôn gương mẫu trong các phong trào học tập và thể thao. Bạn tiếp theo là bạn Già Thị Mỹ, năm nay 13 tuổi, yêu màu hồng và ghét sự giả dối, rất muốn làm quen với tất cả mọi người. Thành viên thứ 10 là bạn Già Mỹ Con, năm nay 13 tuổi, thích đá bóng nhưng hay lóng ngóng. Năm bước lên là bạn Lầu Mỹ Xính, năm nay 13 tuổi, là đứa con của dân tộc Mông, có tài năng dự báo thời tiết, nói mưa, trời không dám nắng, gió nói giận. Trời không dám mưa. Thành viên thứ 12 trong đời là bạn Hờ Mỹ Lùng, năm nay 14 tuổi, là anh của cả đội, tí tình nhí nhảy, rất thích ăn kem vào mùa đông. Và cuối cùng là em Già Thị Hà, đội trưởng, năm nay 13 tuổi, rất muốn làm quen với tất cả mọi người. Đội chúng em đến đây với tinh thần giao lưu, học hỏi, vui là trí. Rất mong được sự cổ vũ nhiệt tình của quý vị đại biểu cho toàn thể các đội trẻ ngày hôm nay.